Chào mọi người. Chào mọi người. Mình với thằng cháu cũng có câu ở đây được một số con cá chét đó mọi người. Không có mọi người. Trời ơi bà. Người ơi, chết rồi mà, hên quá mà chụp lại được mọi người ơi, hên quá. Đấy, hai câu đó mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Hôm nay đi mình câu cá cho mọi người, bây giờ mình chuẩn bị nướng cá mọi người ơi. Rồi đây là một số con cá chét hồi nãy giờ mình câu được nè mọi người. Sao sao ngon không? Ngon. Ngoài chữ ngon còn gì khác nữa không? Quá đã. Nay thêm được chữ nữa mọi người ơi. Cháo thêm được chữ nữa quá đã rồi. Thường ngày chữ ngon không? Mọi người tỉnh nè. Mọi người bốc bối luôn.